Thuật Xử Thế, tác giả Hòa Nhân, người dịch Trần Thu Hiên, Nghiêm Thủy Hương, Nguyễn Trọng Đông, Lê Quang Thành, bản quyền tiếng Việt Thái Hà Book. Nội dung chính: trong sự thành công của người lãnh đạo, chỉ có 15% là kiến thức của bản thân, còn 85% được quyết định bởi khả năng giao tiếp. Người lãnh đạo thường phải đóng nhiều vai trò cùng một lúc, nên tùy theo hoàn cảnh, họ sẽ thể hiện phong độ lãnh đạo và sức cuốn hút của mình trong giao tiếp. Thuật Xử Thế, một trong 4 tập của Tứ Thư Lãnh Đạo, sẽ mang lại cho bạn đầy đủ kỹ năng để quản lý nhân viên, đối nhân xử thế, mở rộng mạng lưới quan hệ. Giao tiếp, nhịp cầu kết nối. Sức hấp dẫn và giá trị của con người được quyết định bởi khả năng giao tiếp. Trong quá trình giao tiếp đó, bạn phải tìm ra và nắm bắt lấy các điều kiện và nhân tố của thành công. Nhà khoa học người Mỹ Carl Peter nói: nắm được cơ hội là nắm được vận mệnh, chạm vào được cơ hội là chạm vào vàng. Cơ hội chẳng bao giờ hiển hiện trước mắt bạn rõ mồn một, bạn phải dùng trí tuệ của mình để giải mã. Giao tiếp xã hội là nhằm tạo ra cơ hội. Một khi bạn bước chân ra khỏi cửa, kết giao với mọi người, bạn sẽ thấy xung quanh mình tràn ngập cơ hội và bớt đi đau khổ nếu lâm vào bước đường cùng. Phong độ nhà lãnh đạo. Trang phục đúng mực. Cách ăn mặc có thể phản ánh trực tiếp sự tu dưỡng, khí chất, nội tâm của một người. Nó thể hiện cho người khác biết bạn là nhân vật như thế nào trước khi họ biết về bạn hay tài năng của bạn. Vì thế, đầu tư thời gian cho việc này là bạn đã thành công 50% rồi đấy. Khi nhà lãnh đạo chú trọng đến mục đích của phục trang, không đơn thuần là làm đẹp cho bản thân mình, mà đó còn là cách thể hiện tâm hồn và sức hấp dẫn của người lãnh đạo, qua đó truyền tải hình tượng và thực lực của doanh nghiệp để đạt đến sự ghi nhận và ủng hộ của khách hàng mục tiêu. Trang phục là thứ ngôn ngữ không lời, không những thể hiện cái tôi mà còn là sự tôn trọng đối phương trong giao tiếp. Các nhà lãnh đạo hiển nhiên không thể làm ngơ trước các mốt mới đang thịnh hành, cũng không thể chạy theo trào lưu một cách thái quá. Trang phục của nhà lãnh đạo phải phù hợp với những điểm sau. Nếu không muốn trở thành trò cười của đồng nghiệp, trang phục phải phù hợp với vóc dáng. Nếu không muốn khách hàng khinh thường, trang phục phải sang trọng, lịch sự. Nếu không muốn người khác nhận ra tính cách hay sở thích của mình, trang phục phải đúng mực. Với nhà lãnh đạo nữ, việc yêu thích trang điểm không phải là khuyết điểm, nhưng trang điểm phải phân biệt rõ các hoàn cảnh và công việc khác nhau. Đặc biệt, không nên để son phấn che đi khí chất và tài năng vốn có của mình. Phong cách cuốn hút. Trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nhà lãnh đạo cần chú ý tăng cường sức lôi cuốn trong cách nói chuyện của mình. Phong cách nói chuyện cuốn hút được tạo nên từ nhiều yếu tố: nội dung trò chuyện, cách lựa chọn từ ngữ và chất liệu để cấu tứ, bố cục bài nói, kỹ xảo, ngữ khí, ngữ điệu, tư thế khi nói chuyện, động tác cơ thể, biểu cảm, vân vân. Phong cách là sự kết hợp của phong thái, biểu cảm và cử chỉ. Phong cách nói chuyện phản ánh khí chất bên trong một con người thông qua ngôn ngữ và thể hiện sự tu dưỡng nội tâm của người đó. Thái độ thân thiện trong giao tiếp là chìa khóa để nhà lãnh đạo thể hiện phong cách nói chuyện cuốn hút của mình. Sức lôi cuốn của nhà lãnh đạo không phải phẩm chất bẩm sinh mà là do sự nỗ lực không ngừng mới có được. Một ngày không bao giờ có thể dựng lên được thành Rome. Muốn giành được sự ủng hộ và yêu mến của cấp dưới thì nhà lãnh đạo buộc phải không ngừng học hỏi. Vì chỉ có như vậy bạn mới đủ tư cách lãnh đạo, cấp dưới mới tâm phục, khẩu phục. Nhà lãnh đạo không chỉ học tập những người làm lãnh đạo khác mà đồng thời cũng phải học tập ngay chính cấp dưới của mình. Trong thời đại cạnh tranh gay gắt ngày nay, để nâng cao sức sản xuất, nhà lãnh đạo buộc phải giỏi khích lệ cấp dưới, buộc phải rộng rãi, hào hiệp và không nên để cấp dưới cảm thấy bạn đang ra sức bóc lột họ. Hãy hào phóng rút tiền trong túi. Đây là một nguyên tắc dùng người quan trọng. Nó vừa là một cách khen thưởng, cũng là phương thức biến các mối quan hệ trở nên thân thiết hơn. Đối với người bình thường, khi chúng ta nhận được một thứ gì đó đều cảm thấy vui sướng vì chúng ta quá coi trọng việc nhận chứ không phải cho. Khi trở thành lãnh đạo, bạn sẽ có cơ hội làm điều ngược lại. Tuân theo quy tắc cho đi cũng có nghĩa là bạn sẽ thu về thành công vô tận. Nhà lãnh đạo cho dù làm bất cứ việc gì cũng nên tỏ ra chín chắn, hiểu biết hơn cấp dưới và nhất là trước sau phải giữ vững được phong độ và sự uy nghiêm hơn người. Muốn trở nên chín chắn khi giải quyết công việc, bạn buộc phải thấu hiểu nhân tình thế thái trong mọi tình huống, phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu được suy nghĩ của họ. Lịch thiệp cũng là một nhân tố tạo nên sự chín chắn khi xử thế. Dưới đây là 5 bí quyết giúp bạn phát triển sự chín chắn, kinh nghiệm và lịch sự. 1. Luôn giữ vẻ ngoài vui vẻ,
lạc quan. 2. Trong mọi việc, hãy suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. 3. Học tập những người cư xử khéo léo, nghiên cứu cách xử thế của họ. 4. Phát huy tinh thần hợp tác ngay trong cách nghĩ, tư tưởng cũng như hành động. 5. Đối với người khác, hãy khoan dung, nhẫn nại hơn. Tâm lý lành mạnh. Người lãnh đạo phải xây dựng quan niệm đầu tư lâu dài cho các mối quan hệ xã hội. Hãy chân thành từ những điều nhỏ nhặt nhất, mà muốn làm được như vậy thì trong tâm phải có sự chân thành. Cổ nhân nói, cảm hóa con người không gì bằng tình cảm. Chất keo giúp gắn kết con người với con người chính là tình cảm. Cho nên khi thuyết phục người khác, bạn nên chinh phục họ, bắt đầu từ tình cảm. Trong quá trình giao tiếp, nếu nhận thấy người khác có thành kiến với mình, thì việc cần làm trước tiên là nên nghĩ cách để tìm hiểu xem trong lòng đối phương rút cuộc đang nghĩ gì. Trốn tránh tuyệt đối không phải là cách hay. Khi Kennedy tranh cử tổng thống, mặc dù phần đông dân chúng đều mến mộ trí tuệ và tài năng của ông, nhưng trong lòng họ vẫn có những hoài nghi, lo lắng. Trước tiên ông còn quá trẻ. Trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa có ai đắc cử tổng thống ở tuổi đời trẻ như vậy. Kế tiếp là vấn đề tôn giáo. Kennedy là con chiên của Thiên Chúa Giáo. Trong khi đó, tín đồ Thiên Chúa Giáo chỉ chiếm 1/10 dân số Hoa Kỳ. Đối thủ tranh cử từng công kích ông. Muốn làm tổng thống thì trên đầu hãy mọc vài sợi tóc bạc đã nhé. Kennedy không tránh né. Ông đáp trả rằng, tóc có bạc hay không chẳng liên quan gì đến việc làm tổng thống cả. Điều quan trọng nhất là phải xem dưới bộ tóc đó có gì. Ông còn đề cập đến vấn đề tôn giáo của mình như sau. Chính vì tín đồ Thiên Chúa Giáo là công dân thiểu số của Hoa Kỳ, nên nếu tôi trúng cử làm tổng thống, điều đó cũng có nghĩa quốc gia này tôn trọng công dân thiểu số. Sau này, công dân da đen, da vàng hay theo các tôn giáo khác đều có thể ra làm tổng thống. Cách giải thích của Kennedy không chỉ quét sạch sự hoài nghi, lo lắng trong lòng dân chúng, thậm chí nhờ điều này, ông còn giành chọn số phiếu bầu của bộ phận công dân thiểu số. Phải thấu hiểu bản thân mới có thể rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Không kiềm chế được bản thân sẽ vĩnh viễn không khống chế được người khác. Năng lực tự kiềm chế không những giúp người lãnh đạo xây dựng hình tượng tốt đẹp mà còn góp phần rèn luyện trí tuệ tốt hơn. Nếu bạn xem nhẹ việc tự kiềm chế bản thân, bạn không chỉ làm tổn thương người khác mà chắc chắn cũng làm tổn thương chính mình. Lãnh đạo cũng khó tránh khỏi có những thời điểm tâm trạng không được tốt. Những lúc như thế sẽ dễ nảy sinh nhiều hệ quả không hay. Làm thế nào khống chế bản thân một cách hiệu quả? Ngoài việc tăng cường sức mạnh của ý chí, có một vài biện pháp khá hiệu quả như sau. Tạm thời coi tất cả những người xung quanh là đồ vật. Bực tức thường có nguyên nhân từ người khác. Vì thế đừng ngại coi đối phương như đồ vật. Làm như vậy có thể giúp bạn lấy lại chút bình tĩnh trong giây lát trước khi cơn giận nổ ra. Việc tiếp theo là bạn nên lấy tiêu chuẩn khách quan, công bằng một chút để nhìn nhận lại vấn đề. Sử dụng phương pháp hít thở sâu để xoa dịu cơn nóng giận. Sau đó hãy tự nói với mình, tôi không bực tức, tôi rất bình tĩnh. Lặp lại vài lần như vậy có thể khiến cơn bực tức được điều hòa, thậm chí hoàn toàn tiêu tan. Dành cho bản thân một khoảng thời gian hoàn toàn thư giãn, chẳng hạn không làm bất cứ việc gì, cũng không cần để ý đến thời gian. Hoặc tưởng tượng mình như chú chim nhỏ đang bay lượn trong không trung, điều hòa nhịp thở và nhịp tim, nghe nhạc hay làm bất cứ việc gì bản thân thích. Cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi cũng giúp ích rất lớn cho bạn. Hiểu lễ nghĩa. Hiểu lễ nghĩa đi khắp thiên hạ, vô lễ một bước cũng khó khăn. Có qua mà không có lại là vô lễ, là những triết lý sống của người phương Đông. Lễ cũng là một cách thể hiện trí tuệ của mỗi người, thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Nó cũng là cách tự nhiên giúp người lãnh đạo mở rộng không gian cho mình, là nguyên tắc con người sống trong xã hội hiện đại bắt buộc phải tuân thủ. Những người lãnh đạo thực sự biết cách tận dụng các mối quan hệ đều là những người có con mắt nhìn xa trông rộng. Khi bất ngờ gặp khó khăn, họ mới nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Có thể thấy quan hệ cộng đồng tốt đẹp có ý nghĩa không hề nhỏ đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để có được điều này, doanh nghiệp không được xây dựng tiền đồ của mình trên sự tồn tại lợi ích của cộng đồng dân cư, mà phải trên nỗ lực bảo vệ môi trường sống của cộng đồng. Trên thương trường, mối quan hệ rộng có ý nghĩa nổi bật với người trong giới kinh doanh. Ai cũng biết, thêm một người bạn, thêm một con đường. Trong mối quan hệ giữa bạn bè, bạn đặt vị thế của đối phương cao hơn một bậc. Như vậy tình cảm được tích lũy dần lên, bạn bè nhiều thêm, môi trường tồn tại và phát triển của công ty sẽ ngày càng đi vào quỹ đạo tốt đẹp. Thương trường là nơi tổng hợp của các mối quan hệ thương mại. Vì vậy, có người nói làm kinh doanh 30% dựa vào kỹ xảo, còn 70% dựa vào thu phục lòng người.
Cuộc sống là sự sáng tạo. Chúng ta phải học cách yêu mến cuộc sống và người sáng tạo ra cuộc sống. Xây dựng hình tượng bản thân đầy uy tín. Người lãnh đạo muốn tạo dựng được uy tín và giành được sự tín nhiệm của mọi người thì trước tiên phải tự tin. Biểu hiện của sự tự tin như sau: nhìn thẳng vào mắt đối phương, chủ động bắt tay với họ, chủ động mở lời trước, trực tiếp giới thiệu bản thân, khuôn mặt luôn nở nụ cười, nét mặt chân thành, thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo, cố gắng dùng lời lẽ hài hước, không cố ra vẻ kiểu cách, giọng nói phải mạch lạc, rõ ràng. Tham gia đàm phán kinh doanh không được quên mang theo danh thiếp, không nên tùy tiện phát danh thiếp của mình cho người khác. Sau khi đã nhận danh thiếp của người khác, không được để lung tung, không được quên tên họ của khách hàng. Phải phân tích bản thân giao dịch có khả năng thành công được hay không, chứ không nên căn cứ vào ấn tượng của bạn với đối phương để xác định có hợp tác thành công hay không. Khi bước vào một căn phòng có đông đảo quan khách đang ngồi, nên đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng và mỉm cười. Điều này sẽ khiến bạn giảm bớt căng thẳng và tự nhiên hơn. Bình tĩnh là điều cần thiết, thận trọng cũng nên có, nhưng tuyệt nhiên không được chần chừ, do dự. Muốn người khác cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái thì chính bạn phải làm được điều đó. Dù gặp phải vấn đề nghiêm trọng đến thế nào, khó khăn lớn đến đâu, đều phải cố hết sức thư giãn. Bí quyết để khắc phục cảm giác tự ti là biến tôi thành chúng ta. Chỉ cần nghĩ rằng không có đường cùng là có thể giảm bớt sự sợ hãi trước tương lai. Khi sắp thất bại, nên nhìn nhận sự việc một cách lạc quan, vì điều này có thể tăng thêm tự tin. Khi bạn thấy mông lung, nên nhớ lại trực giác ban đầu. Bất cứ việc gì, chỉ cần thông thạo được một phần thôi, thì những việc khác cũng có thể theo đó mà giải quyết. Hình ảnh đẹp chính là vốn liếng của bạn. Nếu có thể xây dựng được hình ảnh đẹp, bản thân bạn sẽ tràn đầy tự tin và khiến mọi người xung quanh nhìn bạn bằng con mắt khác. Bạn dễ dàng nắm được cơ hội thành công. Thông thường, hình ảnh đẹp có 8 đặc điểm lớn sau: có chí tiến thủ, lạc quan nhìn về phía trước, luôn có cảm giác thành công, có lòng tin, thái độ cởi mở, tinh thần sáng tạo, mạo hiểm, nhạy bén. Xây dựng hình tượng tốt về bản thân để khiến người khác nhìn ra khát khao thành công của bạn, thấy được bạn dốc hết sức làm việc để hướng tới một ngày mai tươi sáng. Nếu bạn phát huy được sở trường của bản thân, người khác sẽ thích ở bên bạn, dễ dàng hợp tác với bạn. Làm thế nào để giành được sự tin tưởng của cấp dưới? Vấn đề này luôn khiến các nhà lãnh đạo phải đau đầu. Nếu bạn có được sự tin tưởng của cấp dưới, công việc của bạn sẽ vô cùng thuận lợi. Ngược lại, quan hệ đôi bên xấu đi thì làm việc gì cũng khó. Người lãnh đạo tin tưởng cấp dưới là người lãnh đạo chín chắn, lý tưởng nhất. Khi xử lý mối quan hệ với cấp dưới, họ luôn đặt cơ sở ở việc tin tưởng hoàn toàn. Họ thích giao nhiệm vụ, tin tưởng cấp dưới có đủ ý chí, đạo đức, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được sao. Bạn phải hiểu rõ cấp dưới có sở trường gì để tận dụng và tránh các sở đoản của họ. Tin tưởng cấp dưới còn thể hiện ở việc không tùy tiện bộc lộ cảm xúc nghi ngờ hoặc mất kiên nhẫn với những ý kiến sáng tạo đổi mới của họ. Khi cấp dưới phạm sai lầm nghiêm trọng, hãy cố gắng hết sức để sửa chữa hậu quả, chứ không nên đối xử lạnh nhạt với họ. Đối với những cấp dưới có thành tích xuất sắc, nên có những biện pháp bảo vệ, tạo môi trường làm việc tốt cho họ. Khi cấp dưới vì một nguyên nhân khách quan nào đó mà vấp phải trở ngại hoặc thất bại, người lãnh đạo nên đứng ra nhận trách nhiệm, tuyệt đối không được đổ hết trách nhiệm lên đầu cấp dưới. Như vậy, cấp dưới mới có được cảm giác an toàn. Nếu người lãnh đạo giữ được chữ tín, thì dù họ không hoạt ngôn, cũng vẫn được người khác tôn trọng. Ngược lại, có dùng lời hoa mỹ đến mấy, nhưng không giữ lời thì không bao giờ có được sự tin tưởng từ người khác. Muốn chiếm lĩnh thị trường, cần dựa vào thương hiệu. Sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng có ưu thế thị trường đặc biệt. Vì thế, nhà sản xuất phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng và giữ gìn thương hiệu. Bất kỳ thương hiệu nổi tiếng nào cũng không phải tự nhiên mà có, cũng không phải sản phẩm nào vừa tung ra thị trường đã có được tiếng tăm tốt. Nhìn tổng thể quá trình hình thành và phát triển của những thương hiệu nổi tiếng, chúng ta có thể thấy, sở dĩ các sản phẩm này có thể trở nên nổi tiếng, độc chiếm thị trường, chính là vì doanh nghiệp không ngừng cải tiến sản phẩm, từ đó giành được sự tin tưởng của người tiêu dùng. Có thể thấy rằng, một công ty muốn phát triển thì phải dồn tâm sức, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Chỉ có như vậy, sản phẩm vô danh mới có thể trở thành thương hiệu nổi tiếng. Ngược lại, nếu cứ dương dương tự đắc với cái mác thương hiệu nổi tiếng mà quên mất rằng sáng tạo chính là sinh mệnh của doanh nghiệp, thì sớm muộn cũng có ngày tụt hậu. Kế hoạch lâu dài để phát triển doanh nghiệp là phải lấy chất lượng làm gốc. Sau khi xây dựng được nền tảng chất lượng,
mới có thể bàn đến những bước phát triển tiếp theo. Công ty xe hơi Benz của Đức từng đăng một mẫu quảng cáo như sau: nếu trên đường bạn nhìn thấy xe của hãng Benz xảy ra sự cố và được xe cứu hộ kéo đi sửa chữa, chúng tôi sẽ tặng bạn $10,000. Sự tự tin của doanh nghiệp đối với chất lượng sản phẩm của mình khiến người tiêu dùng phải thán phục. Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm, trước tiên phải quản lý chặt nguyên liệu đầu vào, dựng nên bức tường bảo vệ đầu tiên, ngăn ngừa việc đưa nguyên liệu có chất lượng kém vào phân xưởng sản xuất của doanh nghiệp, khiến chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng. Trong cuộc cạnh tranh gay gắt hiện nay, lãnh đạo doanh nghiệp phải hiểu được rằng chất lượng có thể coi là thanh kiếm sắc, nhưng chỉ chú trọng đến chất lượng là chưa đủ. Sau khi đã xây dựng được thương hiệu, thì dịch vụ sau bán hàng chu đáo sẽ càng được người tiêu dùng tín nhiệm. Dịch vụ là khâu cuối cùng trong cạnh tranh chất lượng, bởi vì khi phần cứng của sản phẩm không còn gì để phàn nàn, thì Thượng Đế sẽ chuyển mối quan tâm sang phần mềm, chính là dịch vụ. Thông thường, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng trên hai phương diện. Một là xử lý khiếu nại, hai là tăng thêm lợi ích khách hàng. Xử lý khiếu nại của khách hàng nên theo nguyên tắc sau: nhanh chóng hành động, lắng nghe kỹ càng khiếu nại của khách hàng, thể hiện sự thông cảm, không được tranh cãi, thu thập tài liệu, làm rõ sự việc và đưa ra các giải pháp bồi thường. Tăng thêm lợi ích là việc doanh nghiệp chủ động cung cấp nhiều dịch vụ để khách hàng hài lòng hơn, từ đó có được sự tin tưởng lớn nhất của khách hàng với sản phẩm của mình. Có rất nhiều phương pháp để tăng lợi ích khách hàng như kiểm tra sản phẩm miễn phí, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, hướng dẫn sử dụng, miễn phí lắp đặt, hướng dẫn người sử dụng, cung cấp các tài liệu mới nhất về sản phẩm. Tránh xa cạm bẫy. Giao tiếp giữa người với người quý ở chỗ chân thành. Ngạn ngữ có câu, chỉ cần chúng ta chân thành thì mọi trái tim đều có thể cùng chung nhịp đập. Trong giao tiếp, người lãnh đạo cần chú ý: không được thất tín. Nói thì phải làm thì phải đến nơi đến chốn. Đây không chỉ là việc có trách nhiệm với người khác, với sự nghiệp của bản thân, mà còn là hình tượng bạn cần xây dựng được trong giao tiếp xã hội. Người xưa có nói, nhân vô tín, bất khả giao, có nghĩa là những người không tôn trọng chữ tín thì không đáng để tin tưởng, thậm chí không đáng để kết giao. Không được nóng giận vô cớ. Nóng giận vô cớ dễ gây ra mất hỏa khí, tình cảm, sự tín nhiệm và bị những người xung quanh xa lánh. Đa số chúng ta đều có ý thức biện hộ cho hành vi, quan niệm và tình cảm của mình. Do đó, vô hình chung có cách đối xử khác nhau giữa bản thân với người khác, ép buộc người khác phải theo ý mình. Hơn nữa, còn đem ý nghĩ của mình áp đặt cho người khác. Nóng giận vô cớ là hành vi không tôn trọng người khác, không văn minh, lịch sự. Không được dùng lời lẽ phỉ báng làm tổn thương người khác. Tục ngữ có câu mang đại ý: một lời nói hay ấm lòng người ba mùa đông, một lời cay nghiệt dù giữa mùa hè cũng khiến người tê tái lòng. Những lời nói miệt thị thô lỗ khiến người nghe cảm thấy bị sỉ nhục. Lời nói ngạo mạn làm người khác tránh xa bạn. Lời nói có thể gây ra hậu quả khôn lường. Trong giao tiếp, tuyệt đối đừng nói câu "để tôi chứng minh cho anh xem". Nếu bạn muốn chứng minh một điều gì đó, tốt nhất không nên để người khác biết trước điều bạn sẽ làm, mà hãy lặng lẽ hành động một cách cẩn trọng. Nếu muốn chứng minh mình thông minh hơn người khác, bạn không cần phải đưa ra bất kỳ tuyên ngôn nào cả, mà hãy để thực tế kiểm chứng. Các nhà khoa học luôn làm như vậy. Trong giao tiếp, người lãnh đạo phải tránh khiến bản thân căng thẳng. Sau đây là một số bí quyết. Khi cần phải nói to, rõ ràng, như thế sẽ khiến bạn tự tin hơn. Một bộ trang phục đẹp đẽ, lịch sự cũng có thể tăng thêm sự tự tin cho bạn. Khi đối thủ làm bạn mất bình tĩnh, hãy nghĩ cách rút ngắn thời gian tranh luận. Bạn giữ tầm nhìn của mắt ngang bằng với đối phương thì áp lực về tinh thần sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu gặp người khác khiến bạn e ngại thì khi đối thoại nên chủ động nhìn thẳng vào mắt đối phương. Khi mất bình tĩnh trước đám đông, bạn hãy thẳng thắn thừa nhận với bản thân: sao mình có thể mất bình tĩnh thế này? Thật chẳng ra làm sao. Chỉ cần ý thức được điều đó, bạn sẽ không bị căng thẳng nữa. Trước khi phát biểu, bạn hãy nghĩ đến một số ưu điểm và thành tích của bản thân. Lúc đó bạn sẽ thấy tự tin hơn. Hãy nói với bản thân, đối thủ cũng giống mình, chẳng qua cũng là một người bình thường. Như vậy, bạn sẽ không bị địa vị xã hội hay chức vụ của đối phương làm cho e ngại. Để tránh trong lúc phát biểu đột nhiên dừng lại, gây lúng túng, hồi hộp, trước đó bạn nên chuẩn bị một số tài liệu, sổ ghi chép để có thể lật xem như không có chuyện gì xảy ra. Khi phát hiện bản thân nói sai, trong đầu bạn phải lập tức nghĩ đến những việc hoàn toàn không liên quan đến vấn đề này. Cho dù bạn có giỏi giang đến đâu thì bạn cũng không nên cậy tài khinh người, càng phải tránh công cao lấn át người, danh lớn đe dọa người.
Những kẻ cậy tài khinh người rất khó hòa hợp với cấp trên nên khó có thể lập nên công trạng, cuối cùng rơi vào thế bị cô lập, không được đồng nghiệp ủng hộ. Với đồng nghiệp, chân thành đổi lấy chân thành. Người lãnh đạo thông minh phải biết kết hợp năng lực của bản thân với sự trợ giúp của đồng nghiệp. Để nhận được sự giúp đỡ từ người khác, trước hết bạn cần phải trải lòng với họ. 4 quy tắc cư xử với đồng nghiệp. 1. Không phân biệt đối xử. 2. Tránh hỏi chuyện riêng của người khác. 3. Khi cùng ăn, ai trả tiền người nấy. 4. Làm nhiều hơn. Hầu như mọi vấn đề trong quan hệ giao tiếp đều bắt nguồn từ nhận thức không rõ ràng về vai trò và mục tiêu của hai bên, thậm chí có thể dẫn đến xung đột. Nên cho dù là bàn giao công việc ở văn phòng hoặc phân công việc nhà cho con cái, mọi việc càng rõ ràng càng tốt để tránh gây ra sự nhầm lẫn, thất vọng và hiểm nghi. 5 điều người lãnh đạo cần nỗ lực thực hiện. 1. Tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau. 2. Phân rõ chức trách, hiểu rõ chừng mực. 3. Nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác. 4. Thuyết phục bằng lý lẽ. 5. Thường xuyên trao đổi thông tin. Đồng nghiệp và chúng ta đều là những người bình thường, ai cũng có điểm yếu và bí mật riêng tư. Khéo léo bảo vệ điểm yếu hay che giấu những bí mật khó nói giúp đồng nghiệp, bạn sẽ nhận được sự cảm kích của họ. Đồng thời đó cũng là cách tốt để giữ lối thoát cho mình. Một số người có thể sẽ nhường cơ hội cho người khác, nhưng làm như thế là không công bằng với bản thân. Nếu luôn làm như vậy thì chẳng phải bạn đang tự hủy hoại tiền đồ của mình hay sao? Cho nên bạn cũng cần suy nghĩ đừng để cơ hội rời xa mình. Có lúc bạn phải cạnh tranh với đồng nghiệp, nhưng lại phát hiện ra muốn chiến thắng đối thủ không phải là một việc dễ dàng. Có lẽ cách duy nhất là đánh vào điểm yếu của đối thủ. Muốn đánh vào điểm yếu của đối thủ, trước tiên phải chuẩn bị kỹ càng, hiểu rõ năng lực của bản thân và tìm hiểu rõ đối thủ. Có rất nhiều cách thức để tìm hiểu đồng nghiệp, nhưng cần phải thật khéo léo. Khi đã biết mình, biết người, ước lượng được thực lực của hai bên, bạn sẽ tính toán chắc chắn hơn. Với cấp trên, làm tốt vai trò trợ thủ. Bạn muốn coi cấp trên là quỷ để đối đầu với họ hay coi họ là bạn bè? Nếu bạn xem họ như kẻ địch, họ sẽ là kẻ thù đáng sợ nhất. Ngược lại, nếu bạn xem họ như bạn bè, bạn sẽ có cảm giác an toàn, có thể nương tựa. Trước tiên, bạn nên thể hiện thái độ làm việc chăm chỉ để cấp trên nhận thấy. Khi bạn làm việc xuất sắc, cấp trên không thể xem thường, thậm chí cảm thấy rằng trong công việc không thể thiếu bạn. Nghiêm khắc tuân thủ quan hệ trên dưới, bất kỳ việc gì cũng phải công tư phân minh. Muốn công tư phân minh thì trước tiên phải làm rõ quan hệ trên dưới. Trong quan hệ cấp trên và cấp dưới, điều khiến người ta chú ý nhất là cách sử dụng ngôn từ. Khi trả lời câu hỏi của cấp trên, nhất định phải đơn giản, rõ ràng. Nói cách khác, không thể dùng những từ như ồ hoặc ừ, cho dù bị mắng cũng không thể tức giận mà cãi lại. Điều kiện cơ bản của những nhân viên được coi là hiểu lễ tiết, đó là ngôn từ sử dụng phải phù hợp, đặc biệt là cách kết thúc vấn đề rất quan trọng. Không nên so bì, tính toán thiệt hơn với cấp trên. Chúng ta nên có tấm lòng chân thành, nhiệt huyết đối với cấp trên và công ty. Nếu bạn chỉ chú ý đến những lợi ích trước mắt thì tương lai nhất định sẽ bị thua thiệt. Hãy nhường những thứ tốt đẹp cho cấp trên trước. Chắc chắn khi có cơ hội, cấp trên sẽ báo đáp bạn. Cần nhắc lại rằng đừng khoe khoang công lao mà bạn đã nhường, nếu không ý tốt của bạn sẽ biến thành con số 0 tròn trĩnh. Những người lãnh đạo thành công đều có tinh thần lạc quan, cầu tiến, dám nghĩ, dám làm, và họ cũng hy vọng cấp dưới có cùng quan điểm như vậy. Thực ra, gắng sức làm tốt công việc của bạn chính là biện pháp tốt nhất để tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Thông thường, cấp trên đều thích cấp dưới biết tuân thủ mệnh lệnh. Cấp trên thường cho rằng họ có quyền yêu cầu cấp dưới làm một việc nào đó. Vậy nên, mệnh lệnh cấp trên đưa ra, cấp dưới phải phục tùng, không được tự ý đưa ra chủ trương, tự hành động, phá hỏng kế hoạch chung. Cấp dưới nên giữ thái độ tôn trọng cấp trên, tuyệt đối không được để lộ thái độ làm ngơ trước ý kiến của họ. Nếu phải làm việc với những cấp trên bảo thủ, tự cho mình là đúng, thì mục tiêu của bạn là để cho ý kiến của bạn được xem xét một cách khách quan, đồng thời không gây khó chịu cho cấp trên. Bạn nên dành thời gian cho cấp trên suy nghĩ vấn đề. Khi họ cảm thấy chưa chắc chắn, họ có thể từ chối tất cả kiến nghị bạn đưa ra. Lúc này, bạn không cần nói bất cứ điều gì, hãy để họ quyết định lại sau khi đã hiểu hết tình hình. Với cấp dưới, chăm lo bằng cả tấm lòng. Với sự phát triển nhanh chóng như vũ bão của khoa học kỹ thuật ngày nay, nhân viên phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn. Muốn nhân viên toàn tâm với công việc, nâng cao năng suất thì cách duy nhất là lãnh đạo phải chủ động nhận thức và giải quyết những vấn đề của nhân viên, thúc đẩy nhân viên ngày càng dốc tâm, dốc sức cho công ty.
Những năm gần đây, một số công ty có khả năng cạnh tranh lớn của Mỹ đua nhau thành lập tổ chức trợ giúp nhân viên. Mục đích là tạo ra sự bảo đảm về mặt tâm lý cho nhân viên, hy vọng có thể giúp họ giải quyết những vấn đề cá nhân và gia đình. Bất kể công ty của bạn có chế độ quản lý này hay không, thì việc quan tâm đến sức khỏe tâm lý của nhân viên đã trở thành một khâu khá quan trọng trong xu hướng quản lý hiện đại. Muốn làm được công tác hỗ trợ tâm lý này, người lãnh đạo trước tiên phải gặp gỡ với nhân viên. Khi gặp cần chú ý những nguyên tắc dưới đây. Về mặt thời gian, bạn nên chọn những ngày đầu tuần chứ không phải cuối tuần. Chọn đầu giờ buổi sáng chứ không phải trước lúc tan ca. Về địa điểm, bạn nên chọn nơi nhân viên có cảm giác riêng tư để tránh trong quá trình nói chuyện bị làm phiền, giúp nhân viên có thể tâm sự thẳng thắn. Bạn cần chú ý lắng nghe chứ không nên đưa ra bất kỳ kiến nghị hay phán đoán nào. Ngoài ra, cần bảo mật nội dung cuộc nói chuyện. Khi người lãnh đạo cần cải thiện phương pháp quản lý, hãy để tất cả nhân viên tham gia vào việc đưa ra quyết định, nói cho họ biết lý do thay đổi, giúp họ hiểu được toàn bộ quá trình và đưa ra giải pháp, từ đó có thể tự giác thực hiện. Việc tham gia khiến nhân viên có cảm giác được coi trọng, triển khai công việc trong tâm trạng vui vẻ. Học cách trao quyền. Trao quyền nghĩa là người lãnh đạo trao cho cấp dưới một quyền lực nhất định để người đó có thể tự mình phán đoán và xử lý công việc trong phạm vi được trao quyền. Có 4 vấn đề cần chú ý khi trao quyền. 1. Quy hoạch toàn diện và thiết kế tổng thể đối với cơ cấu quyền lực của cơ quan. Nếu chỉ dựa vào yêu cầu nhất thời của công việc mà tiến hành tùy ý, tất sẽ dẫn đến cơ cấu quyền lực mất thăng bằng và rối loạn. 2. Lựa chọn chính xác đối tượng trao quyền. Nên căn cứ vào đặc điểm tính chất và mức độ khó dễ của nội dung trao quyền để chọn người phù hợp trên cơ sở sở trường, chuyên môn và năng lực của người được chọn. 3. Có quy định rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm. 4. Không can dự quá nhiều vào công việc của cấp dưới. Sự chân thành sẽ kéo gần khoảng cách giữa người với người, thậm chí thu phục được lòng người. Tất nhiên, sự chân thành phải xuất phát từ đáy lòng. Nếu chỉ thể hiện ở ngoài mặt thì không thể gọi là chân thành, mà đó là sự giả dối. Người lãnh đạo phải có tấm lòng quảng đại, khoan dung, đoàn kết tập thể, không nên tính toán quá chi ly được mất của cá nhân. Người lãnh đạo không nên phủ nhận, bài xích người khác vì họ không có chung quan điểm với mình, không nên so đo ân oán cá nhân. Người lãnh đạo không những phải đoàn kết những người có chung ý kiến với mình, mà càng phải khéo léo đoàn kết những người có ý kiến trái chiều, thậm chí với những người đã từng phản đối mình. Người lãnh đạo nếu có hành vi cướp đoạt công lao của cấp dưới, chắc chắn không bao giờ được người khác chấp nhận. Việc coi thành tích của người khác hoàn toàn thuộc về mình là một thói xấu mà một lãnh đạo rất dễ mắc phải. Bất kỳ công việc nào nếu chỉ dựa vào một người từ đầu đến cuối thì khó có thể hoàn thành. Cho dù với những sự giúp đỡ rất nhỏ cũng cần thể hiện sự cảm kích từ tận đáy lòng, tuyệt đối không được gạt bỏ nỗ lực của cấp dưới. Là một người lãnh đạo, đây là điều luôn phải khắc cốt ghi tâm. Khách hàng mãi mãi là thượng đế. Andrew Carnegie đã làm thế nào để trở thành ông vua thép nổi danh trên toàn thế giới? Bí quyết thành công của ông chính là cực kỳ tôn trọng danh tính của khách hàng. Khi đón tiếp một khách hàng nào đó, đầu tiên bạn nên có suy nghĩ là mình nhất định sẽ nhớ tên khách hàng này. Như thế hiệu quả ghi nhớ thường sẽ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, trong quá trình tiếp đón, bạn hãy cố gắng hết sức gọi tên khách hàng càng nhiều càng tốt. Cố gắng ghi nhớ họ tên khách hàng không chỉ tạo được hiệu ứng khách hàng là trên hết, mà còn có hiệu quả trực tiếp trong việc lôi kéo khách hàng và hình thành một nhóm khách hàng đông đảo. Khi bạn giới thiệu sản phẩm, khách hàng có thể nói, tôi chỉ định xem một chút thôi, chứ chưa có ý định sẽ mua. Bạn đừng để ý đến câu nói này của họ, những lời anh ta nói có thể là thật. Nhưng sau khi bạn giới thiệu xong, biết đâu anh ta sẽ có những suy nghĩ khác. Muốn được khách hàng công nhận, bạn nên chủ động thu hút sự chú ý của họ. Tuy nhiên, nếu muốn thu hút được, thì chắc chắn phải thể hiện được năng lực của bản thân. Nói chung, để lưu lại ấn tượng tốt cho khách hàng, chúng ta có thể mượn phương pháp của các ứng cử viên, đó là tích cực kích hoạt các giác quan của con người. Trong giao tiếp xã hội, tâm trạng của con người rất phức tạp. Ai cũng hy vọng hơn được người khác về một vài phương diện, hay ít nhất là chỉ một phương diện để người khác ngưỡng mộ và càng không mong muốn bị người khác chỉ ra khuyết điểm. Thông thường, quên đi bản thân vừa thể hiện được sự khiêm tốn, vừa giúp nhiều người biết đến sở trường của bạn. Thậm chí có người còn muốn tìm hiểu cặn kẽ về tài năng và thành tích của bạn. Ai cũng có những điều cấm kỵ rất nhạy cảm. Vì thế, khi chạm phải điều cấm kỵ của người khác, bạn nên giả vờ hồ đồ một chút, tránh vô ý chạm vào nỗi đau của đối phương. Khi tiếp khách, người lãnh đạo phải chú ý lời ăn tiếng nói. Nếu chỉ vì một chút vô ý mà khiến khách hàng nổi giận,
thì sẽ không dễ dàng giải quyết vấn đề và hợp tác thành công. Dưới đây là một vài câu nên tránh sử dụng khi đón tiếp khách hàng. Những vấn đề này đến trẻ con cũng biết. Câu nói này rất dễ khiến khách hàng cảm thấy khó chịu vì cho rằng bạn cười nhạo họ. Tiền nào của nấy? Khi bạn nói ra câu này, thông thường khách hàng sẽ có suy nghĩ, có phải nhìn tôi ăn mặc giản dị chỉ hợp mua đồ rẻ tiền? Không thể, tuyệt đối không thể có chuyện như thế xảy ra. Khi nói câu này, bạn đã gây tổn thương nghiêm trọng cho tâm lý của khách hàng, bởi vì câu nói này ngầm khẳng định mọi khiếu nại của khách hàng đều là bịa đặt, vì thế họ sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong hoạt động kinh doanh, người lãnh đạo phải nắm chắc quy luật tâm lý của khách hàng, chú trọng chinh phục khách hàng bằng tình cảm để họ tình nguyện mua hàng. Người lãnh đạo phải biết sử dụng một vài kỹ xảo để duy trì quan hệ lâu dài và giành được khách hàng. Giá cả không phải là yếu tố duy nhất mà khách hàng cân nhắc. Trong quá trình đi đến quyết định cuối cùng, rất khó để tránh khỏi yếu tố tình cảm. Hài hước chính là nhân tố làm cho cuộc sống con người trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng làm việc của con người. Tiền đề quan trọng của việc kinh doanh là dự đoán chính xác về thị trường, nắm vững tình hình của ngành. Người tiêu dùng chính là thượng đế của doanh nhân. Hiểu được nhu cầu của thượng đế cũng chính là làm tốt công tác chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Nghiên cứu, hiểu được khách hàng, nắm rõ xu hướng thị hiếu và đặc trưng thời đại là yếu tố quan trọng hàng đầu. Với bạn bè, thêm một người bạn, thêm một con đường. Biện pháp thu hút bạn bè tốt nhất chính là thể hiện sự quan tâm và hứng thú của bạn đối với họ. Nhưng hành động của bạn phải tuyệt đối chân thành. Con người ngày nay càng ngày càng chú trọng đến cá tính, tính hiếu thắng rất cao, làm việc gì cũng phải làm đến cùng, cho đến khi chiến thắng hoặc khẳng định được bản thân mới thôi. Biện pháp thu hút bạn bè tốt nhất chính là thể hiện sự quan tâm và hứng thú của bạn đối với họ, nhưng hành động của bạn phải tuyệt đối chân thành. Con người ngày nay càng ngày càng chú trọng đến cá tính, tính hiếu thắng rất cao, làm việc gì cũng phải làm đến cùng, cho đến khi chiến thắng hoặc khẳng định được bản thân mới thôi. Vì thế, dễ làm tổn thương đến tình cảm của người khác. Nghĩ tới lòng tự trọng của bạn bè là cách giúp bạn giành được nhiều thiện cảm của họ. Muốn không gây tổn thương đến lòng tự trọng của bạn bè, bạn cũng phải biết khống chế tâm lý hiếu thắng của bản thân. Bạn càng muốn thể hiện bản thân thì càng dễ đánh mất tình bạn, hơn thế còn làm tổn thương đến lòng tự trọng của họ. Người tự trọng luôn biết quan tâm đến bản thân, điều này rất quan trọng trong giao tiếp và đối nhân xử thế. Nhưng tự trọng không phải là theo đuổi thành tích cá nhân, tự hài lòng với chính mình. Tự trọng không phải là coi mình là tấm gương để soi mình, càng không phải là thổi phồng bản thân. Tự trọng là biết yêu bản thân, thậm chí bằng lòng với những khuyết điểm của mình. Khi không có lòng tự trọng, ta sẽ không biết tôn trọng bạn bè, đặc biệt khi hai phía bất đồng ý kiến. Giá trị của tình bạn hoàn toàn phụ thuộc vào sự tôn trọng lẫn nhau, không làm tổn thương đến cá tính của nhau. 4 nguyên tắc kết bạn. 1. Không câu nệ. Giao lưu với người có quan điểm, suy nghĩ và cảm nhận khác với mình sẽ làm tăng thêm hiểu biết của bản thân về thế giới xung quanh. 2. Xây dựng quan hệ bạn bè trong giao tiếp. Chỉ có qua quá trình giao tiếp thường xuyên, đôi bên mới có thể tăng cường hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. 3. Quý ở tốt, chứ không phải nhiều. Người bạn chân chính giống như một cuốn sách quý được tinh lọc, tuyển chọn từ hàng vạn cuốn sách khác, khiến người đời đọc mãi không biết chán, mỗi lần đọc lại một lần khám phá thêm được nhiều điều hay. 4. Kịp thời hâm nóng hoặc giảm nhiệt. Đối với người mới gặp mà đã thấy thân, bạn cần chủ động xích lại gần bằng cách tìm mọi cơ hội để gần gũi, giúp cho quan hệ hai người có thể trở thành bạn bè. Ngược lại, một khi phát hiện người bạn từ trước tới nay của mình có thể là kẻ tiểu nhân hám lợi, cần áp dụng biện pháp từng bước giảm nhiệt. 5 quy tắc trong giao lưu bạn bè. 1. Không tạo gánh nặng cho bạn bè. 2. Không nên quá dựa dẫm vào bạn bè. 3. Không nên vay mượn tiền của bạn. 4. Nghĩ cho bạn trước. 5. Đừng chỉ biết ăn mà không biết trả tiền. Với người khác giới, giữ khoảng cách hợp lý. 4 quy tắc khi giao tiếp với người khác giới. 1. Không trêu đùa tùy tiện. Những câu trêu đùa xét về nội dung có thể chia làm hai loại, tào nhã và thô tục. Xét về động cơ có thể chia thành thiện ý và ác ý. Dù là nam hay nữ, thô tục và ác ý đều không thể chấp nhận được. Nhưng nhiều khi những câu trêu đùa rất vô tư cũng có thể khiến người khác bị tổn thương vì nó vô tình động đến điều cấm kỵ của họ. 2. Không nên chạm vào nỗi đau của người khác.
Trong suốt hành trình của cuộc đời, ai cũng từng phải trải qua một vài khó khăn, bất hạnh hay đau khổ. Mỗi khi nhớ lại những chuyện không vui đó, trong lòng thường trào dâng những đợt sóng lớn. Cho dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần đã cứa vào tim một vết thương thì đều xem là điều cấm kỵ. 3. Không nên nhiệt tình thái quá. Khi nam lãnh đạo quá nhiệt tình với nữ nhân viên, bất luận xuất phát từ động cơ nào thì hành động ấy vẫn được xem là không đúng mực. 4. Không nên gây khó dễ cho người khác. Gây khó dễ cho người khác là một hành vi thiếu văn hóa, thiếu lịch sự. Gây khó dễ cho nữ nhân viên lại càng tệ hơn. Sự khác nhau trong giao tiếp giữa nam và nữ. 1. Đàn ông nói thường lâu hơn phụ nữ. Nữ giới thường chấm dứt cuộc nói chuyện trước. 2. Đàn ông thường hay nói xen vào. Phụ nữ khó lòng nói ra được hết suy nghĩ của mình. 3. Nữ giới tập trung nghe hơn nam giới. 4. Nữ giới có khả năng học ngôn ngữ nhanh hơn nam giới. 5. Nam giới thường khống chế chủ đề cuộc trò chuyện. Phụ nữ thường đưa ra nhiều đề tài trò chuyện. 6. Phụ nữ thường gật đầu để người nói biết rằng họ đang được lắng nghe. Đàn ông chỉ gật đầu khi tán đồng. 7. Phụ nữ thường sử dụng những phó từ chỉ mức độ như rất, quá, tuyệt, khiến nam giới không nắm được trọng tâm trong câu nói của phụ nữ. Phụ nữ lại cảm thấy nói chuyện với nam giới không có tác dụng gì. Để trở thành cao thủ giao tiếp, người lãnh đạo thành công nhất trong giao tiếp cũng là người biết lắng nghe nhất. Lắng nghe là một kỹ năng. Điều kiện đầu tiên của kỹ năng này chính là chăm chú, dành toàn bộ sự chú ý của mình cho đối phương. Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp phải một số tình huống nằm ngoài dự liệu. Những thay đổi bất ngờ thường khiến chúng ta lâm vào tình cảnh tiến thoái, lưỡng nan, lúng túng, khó xử. Nếu rơi vào tình huống khó xử, bạn sẽ làm thế nào? Khi đó, bạn rất cần đến khả năng tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến là một kỹ năng trong giao tiếp. Muốn có được kỹ năng này, cần có tư duy nhanh nhạy, trải qua quá trình học tập và rèn luyện lâu dài. Bí quyết giao tiếp thành công. 1. Tự tin. Cũng giống như khi ta nhìn thấy người khác hào hứng thì ta cũng hào hứng theo. Khi bạn hành động trong trạng thái tràn đầy tự tin, bạn sẽ nhận được sự tin tưởng từ người khác. Hãy ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương để họ biết mục đích của bạn. Hãy phấn đấu đạt được mục đích đó với sự tự tin nhất có thể. Danh ngôn có câu, hãy tự tin để người khác tín nhiệm bạn. 2. Luôn giữ nụ cười trên môi. Người mang nụ cười trên môi luôn khiến người khác muốn đến gần. Mỉm cười là chìa khóa dẫn tới tình hữu nghị. Khi bạn mỉm cười, tức là bạn đã trở nên thân thiện. 3. Thái độ bình tĩnh. Câu trả lời dịu dàng sẽ xua tan nỗi tức giận. Nếu phân tích câu nói này một cách khoa học, thì đó chính là dùng lý trí để xua tan cảm giác xa lạ và hóa giải mâu thuẫn. Khi bạn gặp phải tình huống khó khăn, nan giải, nếu bạn vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, giọng nói dịu dàng, ôn hòa, sẽ khiến đối phương phải thay đổi thái độ. 4. Quan tâm đến đối phương. Trong tiềm thức của mỗi người, ai cũng chỉ chú ý tới chuyện của mình, nên khi được người khác quan tâm, sẽ có cảm giác giống như bạn nhận được sự khích lệ và động viên vô cùng lớn. Điều đó sẽ làm cho chúng ta hào hứng hơn, giúp thắt chặt thêm tình bạn đôi bên, đồng tâm, hiệp lực, dốc sức vì công việc. 5. Xây dựng hình tượng tốt đẹp. Một nhà văn Mỹ từng nói, mọi người chấp nhận phần mình được phân công, đó là bí quyết đối nhân xử thế mà ai cũng tuân theo. Khi chúng ta hiểu rõ bản thân, hiểu được vị trí và thái độ của mình, tất cả mọi người phải thừa nhận điều đó. Nếu bạn không làm cho mọi người chấp nhận bạn, tự coi thường chính mình, thì người khác sẽ nhìn bạn như kẻ nhát gan. Nhưng nếu bạn hành động như một người vĩ đại và thành công, có chí tiến thủ, thì xã hội cũng sẽ nhìn nhận giá trị và hình tượng của bạn đúng như vậy. 6. Thể hiện mình một cách phù hợp. Chúng ta luôn có cảm tình với người đồng tình với mình vì người này đã đề cao giá trị bản thân chúng ta. Tán thành là cách tốt nhất giúp đối phương có cảm tình với mình. 7. Lắng nghe. Mối quan hệ tốt đẹp dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau là cho và nhận, hành động và đáp trả. Nếu chúng ta không hiểu mong muốn và tình cảm của đối phương, chúng ta không thể đồng tình với quan điểm của họ, cũng khó có thể thuyết phục được họ. 8. Học hỏi người khác. Nếu bạn hỏi, về chuyện này anh có cao kiến gì không? Nếu là anh sẽ làm việc này thế nào? Đối phương sẽ cảm thấy được bạn tin tưởng, lập tức trở nên thân thiết với bạn hơn.
Hãy vận dụng kỹ năng này với chính người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới hiện tại của mình. 9. Biết nói cảm ơn. Khi bạn nói cảm ơn, bạn có thể kích thích năng lượng của người khác. Ai cũng cảm thấy hưng phấn khi nhận được sự cảm ơn hay khen ngợi chân thành từ người khác. Khí chất của người thành công. Người thành công thực sự, đặc biệt là người lãnh đạo thành công, trước tiên phải có khí chất tuyệt vời, đó là tiêu chí được đánh giá bằng thị giác. Phong thái của người thành công chính là sự kết hợp giữa sức mạnh của sự tin tưởng và sự cuốn hút của bản thân với những người xung quanh. Một khi có phong thái của người thành công, bạn sẽ có được nguồn năng lượng và sinh lực dồi dào. Nó giải phóng bạn, giúp bạn đạt đến đỉnh cao của người thành công trong cuộc sống. Muốn bước lên tầng cao phong thái thành công, bạn phải bước dần từng bậc. Ở mỗi tầng, bạn cần dừng lại để học những bài học cần thiết mới có thể tiến tới những nấc thang mới. Sợ thất bại có thể coi là tâm lý thường gặp. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận thất bại thì sẽ thành công. Chỉ cần hiểu rõ bản chất của nỗi sợ hãi, bạn sẽ dễ dàng vượt qua nó. Để tăng cường sự tự tin đối với hình ảnh thành công của bản thân, bạn cần có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, phải tin tưởng hoàn toàn vào bản thân. Như vậy, khi đối mặt với bất kỳ chuyện gì, bạn cũng có thể vượt qua mọi trở ngại, từ đó có được hình ảnh thành công của riêng mình. Chỉ những người không chuẩn bị kỹ càng mới tỏ ra lo lắng, luống cuống, hoang mang. Còn những người đã vạch trước sách lược trong đầu sẽ tràn đầy tự tin. Khi khí chất bên trong và phong thái bên ngoài của bạn cùng được thể hiện, thì phong thái người thành công của bạn cũng được bộc lộ ra ngoài. Thanh Xuân tóm tắt, người đọc Kim Thoa. Thuật xử thế, tác giả Hòa Nhân, người dịch Trần Thu Hiên, Nghiêm Thủy Hương, Nguyễn Trọng Đông, Lê Quang Thành, bản quyền tiếng Việt, Thái Hà Book. Nội dung chính: trong sự thành công của người lãnh đạo, chỉ có 15% là kiến thức của bản thân, còn 85% được quyết định bởi khả năng giao tiếp. Người lãnh đạo thường phải đóng nhiều vai trò cùng một lúc, nên tùy theo hoàn cảnh, họ sẽ thể hiện phong độ lãnh đạo và sức cuốn hút của mình trong giao tiếp. Thuật xử thế, một trong 4 tập của Tứ Thư Lãnh Đạo, sẽ mang lại cho bạn đầy đủ kỹ năng để quản lý nhân viên, đối nhân xử thế, mở rộng mạng lưới quan hệ. Giao tiếp, nhịp cầu kết nối. Sức hấp dẫn và giá trị của con người được quyết định bởi khả năng giao tiếp. Trong quá trình giao tiếp đó, bạn phải tìm ra và nắm bắt lấy các điều kiện và nhân tố của thành công. Nhà khoa học người Mỹ Carl Peter nói, nắm được cơ hội là nắm được vận mệnh, chạm vào được cơ hội là chạm vào vàng. Cơ hội chẳng bao giờ hiển hiện trước mắt bạn rõ mồn một, bạn phải dùng trí tuệ của mình để giải mã. Giao tiếp xã hội là nhằm tạo ra cơ hội. Một khi bạn bước chân ra khỏi cửa, kết giao với mọi người, bạn sẽ thấy xung quanh mình tràn ngập cơ hội và bớt đi đau khổ nếu lâm vào bước đường cùng. Phong độ nhà lãnh đạo. Trang phục đúng mực. Cách ăn mặc có thể phản ánh trực tiếp sự tu dưỡng, khí chất, nội tâm của một người. Nó thể hiện cho người khác biết bạn là nhân vật như thế nào trước khi họ biết về bạn hay tài năng của bạn. Vì thế, đầu tư thời gian cho việc này là bạn đã thành công 50% rồi đấy. Khi nhà lãnh đạo chú trọng đến mục đích của phục trang, không đơn thuần là làm đẹp cho bản thân mình, mà đó còn là cách thể hiện tâm hồn và sức hấp dẫn của người lãnh đạo, qua đó truyền tải hình tượng và thực lực của doanh nghiệp để đạt đến sự ghi nhận và ủng hộ của khách hàng mục tiêu. Trang phục là thứ ngôn ngữ không lời, không những thể hiện cái tôi mà còn là sự tôn trọng đối phương trong giao tiếp. Các nhà lãnh đạo hiển nhiên không thể làm ngơ trước các mốt mới đang thịnh hành, cũng không thể chạy theo trào lưu một cách thái quá. Trang phục của nhà lãnh đạo phải phù hợp với những điểm sau. Nếu không muốn trở thành trò cười của đồng nghiệp, trang phục phải phù hợp với vóc dáng. Nếu không muốn khách hàng khinh thường, trang phục phải sang trọng, lịch sự. Nếu không muốn người khác nhận ra tính cách hay sở thích của mình, trang phục phải đúng mực. Với nhà lãnh đạo nữ, việc yêu thích trang điểm không phải là khuyết điểm, nhưng trang điểm phải phân biệt rõ các hoàn cảnh và công việc khác nhau. Đặc biệt, không nên để son phấn che đi khí chất và tài năng vốn có của mình. Phong cách cuốn hút. Trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nhà lãnh đạo cần chú ý tăng cường sức lôi cuốn trong cách nói chuyện của mình. Phong cách nói chuyện cuốn hút được tạo nên từ nhiều yếu tố: nội dung trò chuyện, cách lựa chọn từ ngữ và chất liệu để cấu tứ, bố cục bài nói, kỹ xảo, ngữ khí, ngữ điệu, tư thế khi nói chuyện, động tác cơ thể, biểu cảm, v.v. Phong cách là sự kết hợp của phong thái, biểu cảm và cử chỉ.
Phong cách nói chuyện phản ánh khí chất bên trong một con người thông qua ngôn ngữ và thể hiện sự tu dưỡng nội tâm của người đó. Thái độ thân thiện trong giao tiếp là chìa khóa để nhà lãnh đạo thể hiện phong cách nói chuyện cuốn hút của mình. Sức lôi cuốn của nhà lãnh đạo không phải phẩm chất bẩm sinh mà là do sự nỗ lực không ngừng mới có được. Một ngày không bao giờ có thể dựng lên được thành Rome. Muốn giành được sự ủng hộ và yêu mến của cấp dưới thì nhà lãnh đạo buộc phải không ngừng học hỏi, vì chỉ có như vậy bạn mới đủ tư cách lãnh đạo, cấp dưới mới tâm phục, khẩu phục. Nhà lãnh đạo không chỉ học tập những người làm lãnh đạo khác, mà đồng thời cũng phải học tập ngay chính cấp dưới của mình. Trong thời đại cạnh tranh gay gắt ngày nay, để nâng cao sức sản xuất, nhà lãnh đạo buộc phải giỏi khích lệ cấp dưới, buộc phải rộng rãi, hào hiệp và không nên để cấp dưới cảm thấy bạn đang ra sức bóc lột họ. Hãy hào phóng rút tiền trong túi, đây là một nguyên tắc dùng người quan trọng. Nó vừa là một cách khen thưởng, cũng là phương thức biến các mối quan hệ trở nên thân thiết hơn. Đối với người bình thường, khi chúng ta nhận được một thứ gì đó đều cảm thấy vui sướng vì chúng ta quá coi trọng việc nhận chứ không phải cho. Khi trở thành lãnh đạo, bạn sẽ có cơ hội làm điều ngược lại. Tuân theo quy tắc cho đi cũng có nghĩa là bạn sẽ thu về thành công vô tận. Nhà lãnh đạo cho dù làm bất cứ việc gì cũng nên tỏ ra chín chắn, hiểu biết hơn cấp dưới và nhất là trước sau phải giữ vững được phong độ và sự uy nghiêm hơn người. Muốn trở nên chín chắn khi giải quyết công việc, bạn buộc phải thấu hiểu nhân tình thế thái trong mọi tình huống, phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu được suy nghĩ của họ. Lịch thiệp cũng là một nhân tố tạo nên sự chín chắn khi xử thế. Dưới đây là 5 bí quyết giúp bạn phát triển sự chín chắn, kinh nghiệm và lịch sự. 1. Luôn giữ vẻ ngoài vui vẻ, lạc quan. 2. Trong mọi việc, hãy suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. 3. Học tập những người cư xử khéo léo, nghiên cứu cách xử thế của họ. 4. Phát huy tinh thần hợp tác ngay trong cách nghĩ, tư tưởng cũng như hành động. 5. Đối với người khác, hãy khoan dung, nhẫn nại hơn. Tâm lý lành mạnh. Người lãnh đạo phải xây dựng quan niệm đầu tư lâu dài cho các mối quan hệ xã hội. Hãy chân thành từ những điều nhỏ nhặt nhất, mà muốn làm được như vậy thì trong tâm phải có sự chân thành. Cổ nhân nói, cảm hóa con người không gì bằng tình cảm. Chất keo giúp gắn kết con người với con người chính là tình cảm. Cho nên khi thuyết phục người khác, bạn nên chinh phục họ, bắt đầu từ tình cảm. Trong quá trình giao tiếp, nếu nhận thấy người khác có thành kiến với mình, thì việc cần làm trước tiên là nên nghĩ cách để tìm hiểu xem trong lòng đối phương rút cuộc đang nghĩ gì. Trốn tránh tuyệt đối không phải là cách hay. Khi Kennedy tranh cử tổng thống, mặc dù phần đông dân chúng đều mến mộ trí tuệ và tài năng của ông, nhưng trong lòng họ vẫn có những hoài nghi, lo lắng. Trước tiên ông còn quá trẻ. Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa có ai đắc cử tổng thống ở tuổi đời trẻ như vậy. Kế tiếp là vấn đề tôn giáo. Kennedy là con chiên của Thiên Chúa Giáo. Trong khi đó, tín đồ Thiên Chúa Giáo chỉ chiếm 1/10 dân số Hoa Kỳ. Đối thủ tranh cử từng công kích ông. Muốn làm tổng thống thì trên đầu hãy mọc vài sợi tóc bạc đã nhé. Kennedy không tránh né. Ông đáp trả rằng, tóc có bạc hay không chẳng liên quan gì đến việc làm tổng thống cả. Điều quan trọng nhất là phải xem dưới bộ tóc đó có gì. Ông còn đề cập đến vấn đề tôn giáo của mình như sau. Chính vì tín đồ Thiên Chúa Giáo là công dân thiểu số của Hoa Kỳ, nên nếu tôi trúng cử làm tổng thống, điều đó cũng có nghĩa quốc gia này tôn trọng công dân thiểu số. Sau này, công dân da đen, da vàng hay theo các tôn giáo khác đều có thể ra làm tổng thống. Cách giải thích của Kennedy không chỉ quét sạch sự hoài nghi, lo lắng trong lòng dân chúng, thậm chí nhờ điều tên khách hàng này. Như thế, hiệu quả ghi nhớ thường sẽ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, trong quá trình tiếp đón, bạn hãy cố gắng hết sức gọi tên khách hàng càng nhiều càng tốt. Cố gắng ghi nhớ họ tên khách hàng không chỉ tạo được hiệu ứng, khách hàng là trên hết, mà còn có hiệu quả trực tiếp trong việc lôi kéo khách hàng và hình thành một nhóm khách hàng đông đảo. Khi bạn giới thiệu sản phẩm, khách hàng có thể nói, tôi chỉ định xem một chút thôi, chứ chưa có ý định sẽ mua. Bạn đừng để ý đến câu nói này của họ. Những lời anh ta nói có thể là thật, nhưng sau khi bạn giới thiệu xong, biết đâu anh ta sẽ có những suy nghĩ khác. Muốn được khách hàng công nhận, bạn nên chủ động thu hút sự chú ý của họ. Tuy nhiên, nếu muốn thu hút được thì chắc chắn phải thể hiện được năng lực của bản thân. Nói chung, để lưu lại ấn tượng tốt cho khách hàng, chúng ta có thể mượn phương pháp của các ứng cử viên, đó là tích cực kích hoạt các giác quan của con người. Trong giao tiếp xã hội, tâm trạng của con người rất phức tạp. Ai cũng hy vọng hơn được người khác về một vài phương diện.
hay ít nhất là chỉ một phương diện để người khác ngưỡng mộ và càng không mong muốn bị người khác chỉ ra khuyết điểm. Thông thường quên đi bản thân vừa thể hiện được sự khiêm tốn, vừa giúp nhiều người biết đến sở trường của bạn. Thậm chí có người còn muốn tìm hiểu cặn kẽ về tài năng và thành tích của bạn. Ai cũng có những điều cấm kỵ rất nhạy cảm. Vì thế khi chạm phải điều cấm kỵ của người khác, bạn nên giả vờ hồ đồ một chút, tránh vô ý chạm vào nỗi đau của đối phương. Khi tiếp khách, người lãnh đạo phải chú ý lời ăn tiếng nói. Nếu chỉ vì một chút vô ý mà khiến khách hàng nổi giận thì sẽ không dễ dàng giải quyết vấn đề và hợp tác thành công. Dưới đây là một vài câu nên tránh sử dụng khi đón tiếp khách hàng. Những vấn đề này đến trẻ con cũng biết. Câu nói này rất dễ khiến khách hàng cảm thấy khó chịu vì cho rằng bạn cười nhạo họ. Tiền nào của nấy. Khi bạn nói ra câu này, thông thường khách hàng sẽ có suy nghĩ, có phải nhìn tôi ăn mặc giản dị chỉ hợp mua đồ rẻ tiền? Không thể, tuyệt đối không thể có chuyện như thế xảy ra. Khi nói câu này, bạn đã gây tổn thương nghiêm trọng cho tâm lý của khách hàng, bởi vì câu nói này ngầm khẳng định mọi khiếu nại của khách hàng đều là bịa đặt, vì thế họ sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong hoạt động kinh doanh, người lãnh đạo phải nắm chắc quy luật tâm lý của khách hàng, chú trọng chinh phục khách hàng bằng tình cảm để họ tình nguyện mua hàng. Người lãnh đạo phải biết sử dụng một vài kỹ xảo để duy trì quan hệ lâu dài và giành được khách hàng. Giá cả không phải là yếu tố duy nhất mà khách hàng cân nhắc. Trong quá trình đi đến quyết định cuối cùng, rất khó để tránh khỏi yếu tố tình cảm. Hài hước chính là nhân tố làm cho cuộc sống con người trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng làm việc của con người. Tiền đề quan trọng của việc kinh doanh là dự đoán chính xác về thị trường, nắm vững tình hình của ngành. Người tiêu dùng chính là thượng đế của doanh nhân. Hiểu được nhu cầu của thượng đế cũng chính là làm tốt công tác chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Nghiên cứu, hiểu được khách hàng, nắm rõ xu hướng thị hiếu và đặc trưng thời đại là yếu tố quan trọng hàng đầu. Với bạn bè, thêm một người bạn, thêm một con đường. Biện pháp thu hút bạn bè tốt nhất chính là thể hiện sự quan tâm và hứng thú của bạn đối với họ. Nhưng hành động của bạn phải tuyệt đối chân thành. Con người ngày nay càng ngày càng chú trọng đến cá tính, tính hiếu thắng rất cao, làm việc gì cũng phải làm đến cùng, cho đến khi chiến thắng hoặc khẳng định được bản thân mới thôi. Biện pháp thu hút bạn bè tốt nhất chính là thể hiện sự quan tâm và hứng thú của bạn đối với họ. Nhưng hành động của bạn phải tuyệt đối chân thành. Con người ngày nay càng ngày càng chú trọng đến cá tính, tính hiếu thắng rất cao, làm việc gì cũng phải làm đến cùng, cho đến khi chiến thắng hoặc khẳng định được bản thân mới thôi. Vì thế, dễ làm tổn thương đến tình cảm của người khác. Nghĩ tới lòng tự trọng của bạn bè là cách giúp bạn giành được nhiều thiện cảm của họ. Muốn không gây tổn thương đến lòng tự trọng của bạn bè, bạn cũng phải biết khống chế tâm lý hiếu thắng của bản thân. Bạn càng muốn thể hiện bản thân thì càng dễ đánh mất tình bạn. Hơn thế còn làm tổn thương đến lòng tự trọng của họ. Người tự trọng luôn biết quan tâm đến bản thân. Điều này rất quan trọng trong giao tiếp và đối nhân xử thế. Nhưng tự trọng không phải là theo đuổi thành tích cá nhân, tự hài lòng với chính mình. Tự trọng không phải là coi mình là tấm gương để soi mình, càng không phải là thổi phồng bản thân. Tự trọng là biết yêu bản thân, thậm chí bằng lòng với những khuyết điểm của mình. Khi không có lòng tự trọng, ta sẽ không biết tôn trọng bạn bè, đặc biệt khi hai phía bất đồng ý kiến. Giá trị của tình bạn hoàn toàn phụ thuộc vào sự tôn trọng lẫn nhau, không làm tổn thương đến cá tính của nhau. 4 nguyên tắc kết bạn. 1. Không câu nệ. Giao lưu với người có quan điểm, suy nghĩ và cảm nhận khác với mình sẽ làm tăng thêm hiểu biết của bản thân về thế giới xung quanh. 2. Xây dựng quan hệ bạn bè trong giao tiếp. Chỉ có qua quá trình giao tiếp thường xuyên, đôi bên mới có thể tăng cường hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. 3. Quý ở tốt chứ không phải nhiều. Người bạn chân chính giống như một cuốn sách quý được tinh lọc, tuyển chọn từ hàng vạn cuốn sách khác, khiến người đời đọc mãi không biết chán, mỗi lần đọc lại một lần khám phá thêm được nhiều điều hay. 4. Kịp thời hâm nóng hoặc giảm nhiệt. Đối với người mới gặp mà đã thấy thân, bạn cần chủ động xích lại gần bằng cách tìm mọi cơ hội để gần gũi, giúp cho quan hệ hai người có thể trở thành bạn bè. Ngược lại, một khi phát hiện người bạn từ trước tới nay của mình có thể là kẻ tiểu nhân hám lợi, cần áp dụng biện pháp từng bước giảm nhiệt. 5 quy tắc trong giao lưu bạn bè. 1. Không tạo gánh nặng cho bạn bè. 2. Không nên quá dựa dẫm vào bạn bè. 3. Không nên vay mượn tiền của bạn. 4. Nghĩ cho bạn trước. 5. Đừng chỉ biết ăn mà không biết trả tiền. Với người khác giới, giữ khoảng cách hợp lý. 4 quy tắc khi giao tiếp với người khác giới.
1. Không trêu đùa tùy tiện. Những câu trêu đùa xét về nội dung có thể chia làm hai loại: tào nhã và thô tục. Xét về động cơ có thể chia thành thiện ý và ác ý. Dù là nam hay nữ, thô tục và ác ý đều không thể chấp nhận được. Nhưng nhiều khi những câu trêu đùa rất vô tư cũng có thể khiến người khác bị tổn thương vì nó vô tình động đến điều cấm kỵ của họ. 2. Không nên chạm vào nỗi đau của người khác. Trong suốt hành trình của cuộc đời, ai cũng từng phải trải qua một vài khó khăn, bất hạnh hay đau khổ. Mỗi khi nhớ lại những chuyện không vui đó, trong lòng thường trào dâng những đợt sóng lớn. Cho dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần đã cứa vào tim một vết thương thì đều xem là điều cấm kỵ. 3. Không nên nhiệt tình thái quá. Khi nam lãnh đạo quá nhiệt tình với nữ nhân viên, bất luận xuất phát từ động cơ nào thì hành động ấy vẫn được xem là không đúng mực. 4. Không nên gây khó dễ cho người khác. Gây khó dễ cho người khác là một hành vi thiếu văn hóa, thiếu lịch sự. Đồng nghiệp, bạn sẽ nhận được sự cảm kích của họ, đồng thời đó cũng là cách tốt để giữ lối thoát cho mình. Một số người có thể sẽ nhường cơ hội cho người khác, nhưng làm như thế là không công bằng với bản thân. Nếu luôn làm như vậy thì chẳng phải bạn đang tự hủy hoại tiền đồ của mình hay sao? Cho nên bạn cũng cần suy nghĩ đừng để cơ hội rời xa mình. Có lúc bạn phải cạnh tranh với đồng nghiệp, nhưng lại phát hiện ra muốn chiến thắng đối thủ không phải là một việc dễ dàng. Có lẽ cách duy nhất là đánh vào điểm yếu của đối thủ. Muốn đánh vào điểm yếu của đối thủ, trước tiên phải chuẩn bị kỹ càng, hiểu rõ năng lực của bản thân và tìm hiểu rõ đối thủ. Có rất nhiều cách thức để tìm hiểu đồng nghiệp, nhưng cần phải thật khéo léo. Khi đã biết mình, biết người, ước lượng được thực lực của hai bên, bạn sẽ tính toán chắc chắn hơn. Với cấp trên, làm tốt vai trò trợ thủ. Bạn muốn coi cấp trên là quỷ để đối đầu với họ hay coi họ là bạn bè? Nếu bạn xem họ như kẻ địch, họ sẽ là kẻ thù đáng sợ nhất. Ngược lại, nếu bạn xem họ như bạn bè, bạn sẽ có cảm giác an toàn, có thể nương tựa. Trước tiên, bạn nên thể hiện thái độ làm việc chăm chỉ để cấp trên nhận thấy. Khi bạn làm việc xuất sắc, cấp trên không thể xem thường, thậm chí cảm thấy rằng trong công việc không thể thiếu bạn. Nghiêm khắc tuân thủ quan hệ trên dưới, bất kỳ việc gì cũng phải công tư phân minh. Muốn công tư phân minh thì trước tiên phải làm rõ quan hệ trên dưới. Trong quan hệ cấp trên và cấp dưới, điều khiến người ta chú ý nhất là cách sử dụng ngôn từ. Khi trả lời câu hỏi của cấp trên, nhất định phải đơn giản, rõ ràng. Nói cách khác, không thể dùng những từ như ồ hoặc ừ, cho dù bị mắng cũng không thể tức giận mà cãi lại. Điều kiện cơ bản của những nhân viên được coi là hiểu lễ tiết, đó là ngôn từ sử dụng phải phù hợp, đặc biệt là cách kết thúc vấn đề rất quan trọng. Không nên so bì, tính toán thiệt hơn với cấp trên. Chúng ta nên có tấm lòng chân thành, nhiệt huyết đối với cấp trên và công ty. Nếu bạn chỉ chú ý đến những lợi ích trước mắt thì tương lai nhất định sẽ bị thua thiệt. Hãy nhường những thứ tốt đẹp cho cấp trên trước. Chắc chắn khi có cơ hội, cấp trên sẽ báo đáp bạn. Cần nhắc lại rằng đừng khoe khoang công lao mà bạn đã nhường, nếu không ý tốt của bạn sẽ biến thành con số 0 tròn trĩnh. Những người lãnh đạo thành công đều có tinh thần lạc quan, cầu tiến, dám nghĩ, dám làm, và họ cũng hy vọng cấp dưới có cùng quan điểm như vậy. Thực ra, gắng sức làm tốt công việc của bạn chính là biện pháp tốt nhất để tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Thông thường, cấp trên đều thích cấp dưới biết tuân thủ mệnh lệnh. Cấp trên thường cho rằng họ có quyền yêu cầu cấp dưới làm một việc nào đó. Vậy nên, mệnh lệnh cấp trên đưa ra, cấp dưới phải phục tùng, không được tự ý đưa ra chủ trương, tự hành động, phá hỏng kế hoạch chung. Cấp dưới nên giữ thái độ tôn trọng cấp trên, tuyệt đối không được để lộ thái độ làm ngơ trước ý kiến của họ. Nếu phải làm việc với những cấp trên bảo thủ, tự cho mình là đúng, thì mục tiêu của bạn là để cho ý kiến của bạn được xem xét một cách khách quan, đồng thời không gây khó chịu cho cấp trên. Bạn nên dành thời gian cho cấp trên suy nghĩ vấn đề. Khi họ cảm thấy chưa chắc chắn, họ có thể từ chối tất cả kiến nghị bạn đưa ra. Lúc này, bạn không cần nói bất cứ điều gì, hãy để họ quyết định lại sau khi đã hiểu hết tình hình. Với cấp dưới, chăm lo bằng cả tấm lòng. Với sự phát triển nhanh chóng như vũ bão của khoa học kỹ thuật ngày nay, nhân viên phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn. Muốn nhân viên toàn tâm với công việc, nâng cao năng suất thì cách duy nhất là lãnh đạo phải chủ động nhận thức và giải quyết những vấn đề của nhân viên, thúc đẩy nhân viên ngày càng dốc tâm, dốc sức cho công ty. Những năm gần đây, một số công ty có khả năng cạnh tranh lớn của Mỹ đua nhau thành lập tổ chức trợ giúp nhân viên, mục đích là tạo ra sự bảo đảm về mặt tâm lý cho nhân viên, hy vọng có thể giúp họ giải quyết những vấn đề cá nhân và gia đình. Bất kể công ty của bạn
có chế độ quản lý này hay không, thì việc quan tâm đến sức khỏe tâm lý của nhân viên đã trở thành một khâu khá quan trọng trong xu hướng quản lý hiện đại. Muốn làm được công tác hỗ trợ tâm lý này, người lãnh đạo trước tiên phải gặp gỡ với nhân viên. Khi gặp cần chú ý những nguyên tắc dưới đây. Về mặt thời gian, bạn nên chọn những ngày đầu tuần chứ không phải cuối tuần. Chọn đầu giờ buổi sáng chứ không phải trước lúc tan ca. Về địa điểm, bạn nên chọn nơi nhân viên có cảm giác riêng tư để tránh trong quá trình nói chuyện bị làm phiền, giúp nhân viên có thể tâm sự thẳng thắn. Bạn cần chú ý lắng nghe chứ không nên đưa ra bất kỳ kiến nghị hay phán đoán nào. Ngoài ra, cần bảo mật nội dung cuộc nói chuyện. Khi người lãnh đạo cần cải thiện phương pháp quản lý, hãy để tất cả nhân viên tham gia vào việc đưa ra quyết định, nói cho họ biết lý do thay đổi, giúp họ hiểu được toàn bộ quá trình và đưa ra giải pháp, từ đó có thể tự giác thực hiện. Việc tham gia khiến nhân viên có cảm giác được coi trọng, triển khai công việc trong tâm trạng vui vẻ. Học cách trao quyền. Trao quyền nghĩa là người lãnh đạo trao cho cấp dưới một quyền lực nhất định để người đó có thể tự mình phán đoán và xử lý công việc trong phạm vi được trao quyền. Có 4 vấn đề cần chú ý khi trao quyền. 1. Quy hoạch toàn diện và thiết kế tổng thể đối với cơ cấu quyền lực của cơ quan. Nếu chỉ dựa vào yêu cầu nhất thời của công việc mà tiến hành tùy ý, tất sẽ dẫn đến cơ cấu quyền lực mất thăng bằng và rối loạn. 2. Lựa chọn chính xác đối tượng trao quyền. Nên căn cứ vào đặc điểm tính chất và mức độ khó dễ của nội dung trao quyền để chọn người phù hợp trên cơ sở sở trường, chuyên môn và năng lực của người được chọn. 3. Có quy định rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm. 4. Không can dự quá nhiều vào công việc của cấp dưới. Sự chân thành sẽ kéo gần khoảng cách giữa người với người, thậm chí thu phục được lòng người. Tất nhiên, sự chân thành phải xuất phát từ đáy lòng. Nếu chỉ thể hiện ở ngoài mặt thì không thể gọi là chân thành, mà đó là sự giả dối. Người lãnh đạo phải có tấm lòng quảng đại, khoan dung, đoàn kết tập thể, không nên tính toán quá chi li được mất của cá nhân. Người lãnh đạo không nên phủ nhận, bài xích người khác vì họ không có chung quan điểm với mình, không nên so đo ân oán cá nhân. Người lãnh đạo không những phải đoàn kết những người có chung ý kiến với mình, mà càng phải khéo léo đoàn kết những người có ý kiến trái chiều, thậm chí với những người đã từng phản đối mình. Người lãnh đạo nếu có hành vi cướp đoạt công lao của cấp dưới, chắc chắn không bao giờ được người khác chấp nhận. Việc coi thành tích của người khác hoàn toàn thuộc về mình là một thói xấu mà một lãnh đạo rất dễ mắc phải. Bất kỳ công việc nào nếu chỉ dựa vào một người từ đầu đến cuối thì khó có thể hoàn thành. Cho dù với những sự giúp đỡ rất nhỏ cũng cần thể hiện sự cảm kích từ tận đáy lòng, tuyệt đối không được gạt bỏ nỗ lực của cấp dưới. Là một người lãnh đạo, đây là điều luôn phải khắc cốt ghi tâm. Khách hàng mãi mãi là thượng đế. Andrew Carnegie đã làm thế nào để trở thành ông vua thép nổi danh trên toàn thế giới? Bí quyết thành công của ông chính là cực kỳ tôn trọng danh tính của khách hàng. Khi đón tiếp một khách hàng nào đó, đầu tiên bạn nên có suy nghĩ là mình nhất định sẽ nhớ tiểu này, ông còn dành chọn số phiếu bầu của bộ phận công dân thiểu số. Phải thấu hiểu bản thân mới có thể rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Không kiềm chế được bản thân sẽ vĩnh viễn không khống chế được người khác. Năng lực tự kiềm chế không những giúp người lãnh đạo xây dựng hình tượng tốt đẹp mà còn góp phần rèn luyện trí tuệ tốt hơn. Nếu bạn xem nhẹ việc tự kiềm chế bản thân, bạn không chỉ làm tổn thương người khác mà chắc chắn cũng làm tổn thương chính mình. Lãnh đạo cũng khó tránh khỏi có những thời điểm tâm trạng không được tốt. Những lúc như thế sẽ dễ nảy sinh nhiều hệ quả không hay. Làm thế nào khống chế bản thân một cách hiệu quả? Ngoài việc tăng cường sức mạnh của ý chí, có một vài biện pháp khá hiệu quả như sau. Tạm thời coi tất cả những người xung quanh là đồ vật. Bực tức thường có nguyên nhân từ người khác. Vì thế đừng ngại coi đối phương như đồ vật. Làm như vậy có thể giúp bạn lấy lại chút bình tĩnh trong giây lát trước khi cơn giận nổ ra. Việc tiếp theo là bạn nên lấy tiêu chuẩn khách quan, công bằng một chút để nhìn nhận lại vấn đề. Sử dụng phương pháp hít thở sâu để xoa dịu cơn nóng giận. Sau đó hãy tự nói với mình: tôi không bực tức, tôi rất bình tĩnh. Lặp lại vài lần như vậy có thể khiến cơn bực tức được điều hòa, thậm chí hoàn toàn tiêu tan. Dành cho bản thân một khoảng thời gian hoàn toàn thư giãn, chẳng hạn không làm bất cứ việc gì, cũng không cần để ý đến thời gian, hoặc tưởng tượng mình như chú chim nhỏ đang bay lượn trong không trung, điều hòa nhịp thở và nhịp tim, nghe nhạc hay làm bất cứ việc gì bản thân thích. Cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi cũng giúp ích rất lớn cho bạn. Hiểu lễ nghĩa. Hiểu lễ nghĩa đi khắp thiên hạ, vô lễ một bước cũng khó khăn. Có qua mà không có lại là vô lễ, là những triết lý sống của người phương Đông. Lễ cũng là một cách thể hiện trí tuệ của mỗi người, thể hiện sự tôn trọng đối với người khác.
nó cũng là cách tự nhiên giúp người lãnh đạo mở rộng không gian cho mình, là nguyên tắc con người sống trong xã hội hiện đại bắt buộc phải tuân thủ. Những người lãnh đạo thực sự biết cách tận dụng các mối quan hệ đều là những người có con mắt nhìn xa trông rộng. Khi bất ngờ gặp khó khăn, họ mới nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Có thể thấy quan hệ cộng đồng tốt đẹp có ý nghĩa không hề nhỏ đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để có được điều này, doanh nghiệp không được xây dựng tiền đồ của mình trên sự tồn tại lợi ích của cộng đồng dân cư, mà phải trên nỗ lực bảo vệ môi trường sống của cộng đồng. Trên thương trường, mối quan hệ rộng có ý nghĩa nổi bật với người trong giới kinh doanh. Ai cũng biết, thêm một người bạn, thêm một con đường. Trong mối quan hệ giữa bạn bè, bạn đặt vị thế của đối phương cao hơn một bậc. Như vậy, tình cảm được tích lũy dần lên, bạn bè nhiều thêm, môi trường tồn tại và phát triển của công ty sẽ ngày càng đi vào quỹ đạo tốt đẹp. Thương trường là nơi tổng hợp của các mối quan hệ thương mại. Vì vậy, có người nói làm kinh doanh 30% dựa vào kỹ xảo, còn 70% dựa vào thu phục lòng người. Cuộc sống là sự sáng tạo, chúng ta phải học cách yêu mến cuộc sống và người sáng tạo ra cuộc sống. Xây dựng hình tượng bản thân đầy uy tín. Người lãnh đạo muốn tạo dựng được uy tín và giành được sự tín nhiệm của mọi người thì trước tiên phải tự tin. Biểu hiện của sự tự tin như sau: nhìn thẳng vào mắt đối phương, chủ động bắt tay với họ, chủ động mở lời trước, trực tiếp giới thiệu bản thân, khuôn mặt luôn nở nụ cười, nét mặt chân thành, thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo, cố gắng dùng lời lẽ hài hước, không cố ra vẻ kiểu cách, giọng nói phải mạch lạc, rõ ràng. Tham gia đàm phán kinh doanh không được quên mang theo danh thiếp, không nên tùy tiện phát danh thiếp của mình cho người khác. Sau khi đã nhận danh thiếp của người khác, không được để lung tung, không được quên tên họ của khách hàng. Phải phân tích bản thân giao dịch có khả năng thành công được hay không, chứ không nên căn cứ vào ấn tượng của bạn với đối phương để xác định có hợp tác thành công hay không. Khi bước vào một căn phòng có đông đảo quan khách đang ngồi, nên đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng và mỉm cười. Điều này sẽ khiến bạn giảm bớt căng thẳng và tự nhiên hơn. Bình tĩnh là điều cần thiết, thận trọng cũng nên có, nhưng tuyệt nhiên không được chần chừ, do dự. Muốn người khác cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái thì chính bạn phải làm được điều đó. Dù gặp phải vấn đề nghiêm trọng đến thế nào, khó khăn lớn đến đâu, đều phải cố hết sức thư giãn. Bí quyết để khắc phục cảm giác tự ti là biến tôi thành chúng ta. Chỉ cần nghĩ rằng không có đường cùng là có thể giảm bớt sự sợ hãi trước tương lai. Khi sắp thất bại, nên nhìn nhận sự việc một cách lạc quan, vì điều này có thể tăng thêm tự tin. Khi bạn thấy mông lung, nên nhớ lại trực giác ban đầu. Bất cứ việc gì, chỉ cần thông thạo được một phần thôi, thì những việc khác cũng có thể theo đó mà giải quyết. Hình ảnh đẹp chính là vốn liếng của bạn. Nếu có thể xây dựng được hình ảnh đẹp, bản thân bạn sẽ tràn đầy tự tin và khiến mọi người xung quanh nhìn bạn bằng con mắt khác. Bạn dễ dàng nắm được cơ hội thành công. Thông thường, hình ảnh đẹp có 8 đặc điểm lớn sau: có chí tiến thủ, lạc quan nhìn về phía trước, luôn có cảm giác thành công, có lòng tin, thái độ cởi mở, tinh thần sáng tạo, mạo hiểm, nhạy bén. Xây dựng hình tượng tốt về bản thân để khiến người khác nhìn ra khát khao thành công của bạn, thấy được bạn dốc hết sức làm việc để hướng tới một ngày mai tươi sáng. Nếu bạn phát huy được sở trường của bản thân, người khác sẽ thích ở bên bạn, dễ dàng hợp tác với bạn. Làm thế nào để giành được sự tin tưởng của cấp dưới? Vấn đề này luôn khiến các nhà lãnh đạo phải đau đầu. Nếu bạn có được sự tin tưởng của cấp dưới, công việc của bạn sẽ vô cùng thuận lợi. Ngược lại, quan hệ đôi bên xấu đi thì làm việc gì cũng khó. Người lãnh đạo tin tưởng cấp dưới là người lãnh đạo chín chắn, lý tưởng nhất. Khi xử lý mối quan hệ với cấp dưới, họ luôn đặt cơ sở ở việc tin tưởng hoàn toàn. Họ thích giao nhiệm vụ, tin tưởng cấp dưới có đủ ý chí, đạo đức, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được sao. Bạn phải hiểu rõ cấp dưới có sở trường gì để tận dụng và tránh các sở đoản của họ. Tin tưởng cấp dưới còn thể hiện ở việc không tùy tiện bộc lộ cảm xúc nghi ngờ hoặc mất kiên nhẫn với những ý kiến sáng tạo đổi mới của họ. Khi cấp dưới phạm sai lầm nghiêm trọng, hãy cố gắng hết sức để sửa chữa hậu quả, chứ không nên đối xử lạnh nhạt với họ. Đối với những cấp dưới có thành tích xuất sắc, nên có những biện pháp bảo vệ, tạo môi trường làm việc tốt cho họ. Khi cấp dưới vì một nguyên nhân khách quan nào đó mà vấp phải trở ngại hoặc thất bại, người lãnh đạo nên đứng ra nhận trách nhiệm, tuyệt đối không được đổ hết trách nhiệm lên đầu cấp dưới. Như vậy, cấp dưới mới có được cảm giác an toàn. Nếu người lãnh đạo giữ được chữ tín, thì dù họ không hoạt ngôn, cũng vẫn được người khác tôn trọng. Ngược lại, có dùng lời hoa mỹ đến mấy, nhưng không giữ lời
thì không bao giờ có được sự tin tưởng từ người khác. Muốn chiếm lĩnh thị trường cần dựa vào thương hiệu. Sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng có ưu thế thị trường đặc biệt. Vì thế, nhà sản xuất phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng và giữ gìn thương hiệu. Bất kỳ thương hiệu nổi tiếng nào cũng không phải tự nhiên mà có, cũng không phải sản phẩm nào vừa tung ra thị trường đã có được tiếng tăm tốt. Nhìn tổng thể quá trình hình thành và phát triển của những thương hiệu nổi tiếng, chúng ta có thể thấy, sở dĩ các sản phẩm này có thể trở nên nổi tiếng, độc chiếm thị trường, chính là vì doanh nghiệp không ngừng cải tiến sản phẩm, từ đó giành được sự tin tưởng của người tiêu dùng. Có thể thấy rằng, một công ty muốn phát triển thì phải dồn tâm sức, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Chỉ có như vậy, sản phẩm vô danh mới có thể trở thành thương hiệu nổi tiếng. Ngược lại, nếu cứ dương dương tự đắc với cái mác thương hiệu nổi tiếng mà quên mất rằng sáng tạo chính là sinh mệnh của doanh nghiệp, thì sớm muộn cũng có ngày tụt hậu. Kế hoạch lâu dài để phát triển doanh nghiệp là phải lấy chất lượng làm gốc. Sau khi xây dựng được nền tảng chất lượng, mới có thể bàn đến những bước phát triển tiếp theo. Công ty xe hơi Benz của Đức từng đăng một mẫu quảng cáo như sau. Nếu trên đường bạn nhìn thấy xe của hãng Benz xảy ra sự cố và được xe cứu hộ kéo đi sửa chữa, chúng tôi sẽ tặng bạn $10,000. Sự tự tin của doanh nghiệp đối với chất lượng sản phẩm của mình khiến người tiêu dùng phải thán phục. Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm, trước tiên phải quản lý chặt nguyên liệu đầu vào, dựng nên bức tường bảo vệ đầu tiên, ngăn ngừa việc đưa nguyên liệu có chất lượng kém vào phân xưởng sản xuất của doanh nghiệp, khiến chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng. Trong cuộc cạnh tranh gay gắt hiện nay, lãnh đạo doanh nghiệp phải hiểu được rằng chất lượng có thể coi là thanh kiếm sắc, nhưng chỉ chú trọng đến chất lượng là chưa đủ. Sau khi đã xây dựng được thương hiệu, thì dịch vụ sau bán hàng chu đáo sẽ càng được người tiêu dùng tín nhiệm. Dịch vụ là khâu cuối cùng trong cạnh tranh chất lượng, bởi vì khi phần cứng của sản phẩm không còn gì để phàn nàn, thì Thượng Đế sẽ chuyển mối quan tâm sang phần mềm, chính là dịch vụ. Thông thường, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng trên hai phương diện. Một là xử lý khiếu nại, hai là tăng thêm lợi ích khách hàng. Xử lý khiếu nại của khách hàng nên theo nguyên tắc sau: nhanh chóng hành động, lắng nghe kỹ càng khiếu nại của khách hàng, thể hiện sự thông cảm, không được tranh cãi, thu thập tài liệu, làm rõ sự việc và đưa ra các giải pháp bồi thường. Tăng thêm lợi ích là việc doanh nghiệp chủ động cung cấp nhiều dịch vụ để khách hàng hài lòng hơn, từ đó có được sự tin tưởng lớn nhất của khách hàng với sản phẩm của mình. Có rất nhiều phương pháp để tăng lợi ích khách hàng như kiểm tra sản phẩm miễn phí, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, hướng dẫn sử dụng, miễn phí lắp đặt, hướng dẫn người sử dụng, cung cấp các tài liệu mới nhất về sản phẩm. Tránh xa cạm bẫy. Giao tiếp giữa người với người quý ở chỗ chân thành. Ngạn ngữ có câu, chỉ cần chúng ta chân thành thì mọi trái tim đều có thể cùng chung nhịp đập. Trong giao tiếp, người lãnh đạo cần chú ý không được thất tín. Nói thì phải làm thì phải đến nơi đến chốn. Đây không chỉ là việc có trách nhiệm với người khác, với sự nghiệp của bản thân, mà còn là hình tượng bạn cần xây dựng được trong giao tiếp xã hội. Người xưa có nói, nhân vô tín, bất khả giao, có nghĩa là những người không tôn trọng chữ tín thì không đáng để tin tưởng, thậm chí không đáng để kết giao. Không được nóng giận vô cớ. Nóng giận vô cớ dễ gây ra mất hỏa khí, tình cảm, sự tín nhiệm và bị những người xung quanh xa lánh. Đa số chúng ta đều có ý thức biện hộ cho hành vi, quan niệm và tình cảm của mình. Do đó, vô hình chung có cách đối xử khác nhau giữa bản thân với người khác, ép buộc người khác phải theo ý mình. Hơn nữa, còn đem ý nghĩ của mình áp đặt cho người khác. Nóng giận vô cớ là hành vi không tôn trọng người khác, không văn minh, lịch sự. Không được dùng lời lẽ phỉ báng làm tổn thương người khác. Tục ngữ có câu mang đại ý: một lời nói hay ấm lòng người ba mùa đông, một lời cay nghiệt dù giữa mùa hè cũng khiến người tê tái lòng. Những lời nói miệt thị thô lỗ khiến người nghe cảm thấy bị sỉ nhục. Lời nói ngạo mạn làm người khác tránh xa bạn. Lời nói có thể gây ra hậu quả khôn lường. Trong giao tiếp, tuyệt đối đừng nói câu "để tôi chứng minh cho anh xem". Nếu bạn muốn chứng minh một điều gì đó, tốt nhất không nên để người khác biết trước điều bạn sẽ làm, mà hãy lặng lẽ hành động một cách cẩn trọng. Nếu muốn chứng minh mình thông minh hơn người khác, bạn không cần phải đưa ra bất kỳ tuyên ngôn nào cả, mà hãy để thực tế kiểm chứng. Các nhà khoa học luôn làm như vậy. Trong giao tiếp, người lãnh đạo phải tránh khiến bản thân căng thẳng. Sau đây là một số bí quyết. Khi cần phải nói to, rõ ràng, như thế sẽ khiến bạn tự tin hơn. Một bộ trang phục đẹp đẽ, lịch sự cũng có thể tăng thêm sự tự tin cho bạn. Khi đối thủ làm bạn mất bình tĩnh,
hãy nghĩ cách rút ngắn thời gian tranh luận. Bạn giữ tầm nhìn của mắt ngang bằng với đối phương thì áp lực về tinh thần sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu gặp người khác khiến bạn e ngại thì khi đối thoại nên chủ động nhìn thẳng vào mắt đối phương. Khi mất bình tĩnh trước đám đông, bạn hãy thẳng thắn thừa nhận với bản thân: sao mình có thể mất bình tĩnh thế này? Thật chẳng ra làm sao. Chỉ cần ý thức được điều đó, bạn sẽ không bị căng thẳng nữa. Trước khi phát biểu, bạn hãy nghĩ đến một số ưu điểm và thành tích của bản thân. Lúc đó bạn sẽ thấy tự tin hơn. Hãy nói với bản thân: đối thủ cũng giống mình, chẳng qua cũng là một người bình thường. Như vậy bạn sẽ không bị địa vị xã hội hay chức vụ của đối phương làm cho e ngại. Để tránh trong lúc phát biểu đột nhiên dừng lại gây lúng túng hồi hộp, trước đó bạn nên chuẩn bị một số tài liệu, sổ ghi chép để có thể lật xem như không có chuyện gì xảy ra. Khi phát hiện bản thân nói sai, trong đầu bạn phải lập tức nghĩ đến những việc hoàn toàn không liên quan đến vấn đề này. Cho dù bạn có giỏi giang đến đâu thì bạn cũng không nên cậy tài khinh người, càng phải tránh công cao lấn át người, danh lớn đe dọa người. Những kẻ cậy tài khinh người rất khó hòa hợp với cấp trên nên khó có thể lập nên công trạng, cuối cùng rơi vào thế bị cô lập, không được đồng nghiệp ủng hộ. Với đồng nghiệp, chân thành đổi lấy chân thành. Người lãnh đạo thông minh phải biết kết hợp năng lực của bản thân với sự trợ giúp của đồng nghiệp. Để nhận được sự giúp đỡ từ người khác, trước hết bạn cần phải trải lòng với họ. 4 quy tắc cư xử với đồng nghiệp. 1. Không phân biệt đối xử. 2. Tránh hỏi chuyện riêng của người khác. 3. Khi cùng ăn, ai trả tiền người nấy. 4. Làm nhiều hơn. Hầu như mọi vấn đề trong quan hệ giao tiếp đều bắt nguồn từ nhận thức không rõ ràng về vai trò và mục tiêu của hai bên, thậm chí có thể dẫn đến xung đột. Nên cho dù là bàn giao công việc ở văn phòng hoặc phân công việc nhà cho con cái, mọi việc càng rõ ràng càng tốt để tránh gây ra sự nhầm lẫn, thất vọng và hiểm nghi. 5 điều người lãnh đạo cần nỗ lực thực hiện. 1. Tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau. 2. Phân rõ chức trách, hiểu rõ chừng mực. 3. Nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác. 4. Thuyết phục bằng lý lẽ. 5. Thường xuyên trao đổi thông tin. Đồng nghiệp và chúng ta đều là những người bình thường, ai cũng có điểm yếu và bí mật riêng tư. Khéo léo bảo vệ điểm yếu hay che giấu những bí mật khó nói giúp